Kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Sản phẩm hôm nay của chúng ta là bán một cái căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này anh chị, căn nhà này là cái khúc mà đoạn chỗ mà góc ngã tư giữa đường Nguyễn Đình Chiểu giao với lại trục đường Nguyễn Thị Thuật. Thì căn nhà này đang rao bán cách đây hơn 2 tuần trước thì đang chào ra cái mức giá là 20 tỷ đồng. Thì hôm nay thì Tiến sẽ update lại cái giá bán mới nhất tại cái thời điểm này là 18 tỷ 200 triệu. Chốt nhanh cho quý chị thanh toán nhanh cũng như là đi công chứng nhanh. Đó, với cái giá là 18 tỷ 200. Đây là góc quay từ trên cao về căn nhà này. Còn đây là góc quay ở dưới mặt đất cho anh chị xem là cái căn nhà này thì nó có chiều ngang là 4,1m và chiều dài là 10m. Tổng diện tích đất công nhận là 41m2, kết cấu là xây dựng là 7 tầng lầu. Cái vị trí mà căn nhà tọa lạc là mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu thì cái khúc này là cái khúc đường hai chiều nha các anh chị. Nó rất là gần cái chỗ mà góc ngã tư Nguyễn Thị Thuật giao với lại Nguyễn Đình Chiểu và đi lại chỗ góc ngã ba Lý Thái Tổ rất là gần. Mà Tiến sẽ quay những cái góc quay này cho các anh chị thấy góc nhìn nó trực quan hơn, và qua video này có thể là cảm nhận được là nhiều cái góc quay như là góc quay ở trên không, rồi từ cái cung đường quanh bất động sản có những cái đặc điểm gì, và góc quay ở dưới mặt đất có những cái đặc điểm như thế nào cho các anh chị có thể là xem qua phim, có thể là hình dung được là cái căn nhà này mình có quyết định mua đầu tư hay là mua để ở hay là mua để kinh doanh hay không. Đây là cái hướng chúng ta là đổ ra ngay chỗ góc ngã ba Lý Thái Tổ giao cắt với lại trục đường Nguyễn Đình Chiểu. Cái đoạn đường này là đoạn đường hai chiều, từ góc ngã ba Lý Thái Tổ chạy vô căn nhà của chúng ta thì tầm chừng 300m. Và căn nhà của chúng ta chào bán thì nó cách góc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu giao với lại Nguyễn Thường Thuật là khoảng tầm chừng 50m. Đây chứ anh chị thấy đây là cái đường trước nhà của chúng ta. Còn đây là mặt chính của căn nhà của chúng ta đang chào bán. Với diện tích đất công nhận là 41m2, kết cấu xây dựng là 7 tầng lầu. Trước đây căn nhà này cho thuê với cái giá là 60 triệu đồng một tháng. Hiện tại khu vực này đang cho thuê cũng cái giá này anh chị nha. Và giá chào bán cách đây hơn 2 tuần trước đang rao bán ra mức giá là 20 tỷ đồng. Bây giờ chủ nhà giảm thêm 2 tỷ. Chốt đúng là 18 tỷ 200 triệu cho quý anh chị và các nhà đầu tư có tiến độ thanh toán nhanh và công chứng nhanh. Nếu anh chị quan tâm thì liên hệ cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383 509. Hiện trạng thì căn này thì pháp lý đã có sổ hồng chuẩn chỉnh, hoàn công đầy đủ. Vị trí này là nơi mà cái lưu lượng xe di chuyển qua lại rất là nhiều, và đây là cái đoạn đường hai chiều cho nên nó rất là thích hợp cho quý anh chị và các nhà đầu tư mua để kinh doanh, cho thuê hoặc là để ở, nó rất là phù hợp. Em là một cái sản phẩm thực kỳ là có giá trị mua bán. Tính ra mét vuông và so sánh với những cái căn nhà gần kế ở đây thì nó tính ra thì nó rẻ chứ không có mắc so với những căn đang chào bán hiện tại. Tính chốt lại là cái giá chào bán chốt cái căn này là 18 tỷ 200 triệu nha anh chị. Với diện tích chiều ngang là 4,1m, chiều dài là 10m, kết cấu là 7 tầng lầu. Mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu ngay khúc đoạn đường hai chiều. Nếu anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383 509 để kết nối với chủ nhà cũng như là đi xem nhà thực tế như thế nào. Những phần phim còn lại thì Tiến sẽ không bình luận thêm, và video còn lại thì Tiến sẽ mở nhạc cho các anh chị nghe xem hình và nghe nhạc để cảm nhận được cái căn nhà này. Video chào bán cập nhật lại thì trong thời gian tới thì Tiến sẽ nói cơ bản sơ qua 1-2 phút thôi chứ không nói nhiều. Và những cái video còn lại thì Tiến sẽ mở hình và kèm âm nhạc cho các anh chị xem và cảm nhận. Hãy gọi ngay cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383 509 nếu anh chị có nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại trung tâm. Video này thì Tiến dừng cái phần bình luận lại ở đây. Nếu anh chị thấy hay cũng như hữu ích, hãy nhớ là bấm nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái tập tiếp theo Tiến sẽ biên tập và phát sóng trên kênh Tiến Villa trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các nhà đầu tư ở những tập tiếp theo ạ.